Cô chào các em. Chào mừng các em đã đến với kênh lớp cô Giang. Video hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 2 trong quyển sách tiếng Việt tập 1 bộ sách chân trời sáng tạo. Bài học hôm nay chúng ta sẽ học bài số 2 trong tuần 1 Thời gian biểu. Các em hãy mở sách giáo khoa ra trang số 13. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học nhé nói với bạn những việc em làm trong ngày theo gợi ý sáng trưa chiều tối bây giờ các em hãy xem bài làm mẫu của cô và dựa theo đó để làm bài tập này nhé sáng em thức dậy vệ sinh cá nhân ăn sáng và đến trường. Trưa, em ăn cơm tại trường và ngủ trưa tại trường. Chiều, em học đến 4 giờ tan học, sau đó em tập đánh đàn. Tối, em ăn cơm tối cùng gia đình. Em phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa, học bài và đi ngủ. Bây giờ cô sẽ chuyển sang bài tập tiếp theo. Bài tập 1: Đọc thời gian biểu. Thời gian biểu của cầu thủ nhí Lê Đình Anh. Thời gian công việc sáng 6 giờ đến 7 giờ. Vệ sinh cá nhân, tập thể dục, ăn sáng. 7 giờ 30 đến 10 giờ 30. Học ở trường. Thứ bảy, chủ nhật. Tham gia câu lạc bộ bóng đá. Trưa, 11 giờ đến 12 giờ. Ăn trưa. 12 giờ đến 13 giờ 30. Nghỉ trưa. chiều 14 giờ đến 16 giờ 30 học ở trường 16 giờ 30 đến 17 giờ 30 chơi đá bóng thứ bảy chủ nhật vẽ tranh 17 giờ 30 đến 18 giờ vệ sinh cá nhân Tối 18 giờ đến 20 giờ ăn tối, chơi với em, giúp mẹ việc nhà. 20 giờ đến 20 giờ 30 xem chương trình bóng đá hoặc đọc sách. 21 giờ đi ngủ. Cô vừa đọc cho các em nghe thời gian biểu của cầu thủ nhí Lê Đình Anh. Các em hãy lật ra trang số 14 của sách giáo khoa. Cô có một vài câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất. Nêu những việc bạn Đình Anh làm vào buổi sáng. A. À, những việc bạn Đình Anh làm vào buổi sáng. Đó là vệ sinh cá nhân, tập thể dục, Ánh sáng Học ở trường từ thứ hai đến thứ sáu Tham gia câu lạc bộ bóng đá vào ngày thứ bảy và chủ nhật Câu hỏi số 2 Bạn Đình Anh đá bóng vào lúc nào? A. À, câu trả lời là Bạn Đình Anh đá bóng vào lúc 16 giờ 30 Câu hỏi số 3 Thời gian biểu giúp ích gì cho bạn Đình Anh? À, thời gian biểu giúp cho bạn Đình Anh thực hiện các công việc trong ngày một cách hợp lý và khoa học. Bài tập 2 Viết a à, nghe viết Bé Mai đã lớn từ đầu đến đồng hồ nữa bây giờ các em hãy nghe cô đọc và viết phần tập viết này vào vở cho cô nhé bé mai đã lớn bé mai rất thích làm người. lớn. chấm Sau dấu chấm, các em nhớ viết hoa chữ cái đầu nhé. Cô đọc tiếp nhé. Bé thử đủ mọi cách. chấm Lúc đầu phải bé đi giày của mẹ phải buộc tóc theo kiểu của cô chấm bé lại còn đeo tối sách và đồng hồ nữa chấm hết b tìm chữ cái thích hợp với mỗi ngôi sao học thuộc tên các chữ cái trong bảng trong bảng này có ba cột cột một là cột số thứ tự. Cột 2 là cột chữ cái. Cột 3 là cột tên chữ cái. Bây giờ, cô sẽ đọc tên chữ cái và điền chữ cái thích hợp vào mỗi ngôi sao ở cột chữ cái nhé. A Á Ớ B C, D D E E Tiếp theo, các em hãy lật ra trang 15 của sách giáo khoa. C. Chọn chữ cờ hoặc chữ k thích hợp với mỗi ngôi sao các em lưu ý chữ k chỉ đứng trước e ê e, y ngắn và y dài bây giờ các em hãy xem cô làm bài nhé nấu cơm tưới cây sau kim Bài tập 3. Tìm các từ ngữ. A. Chỉ hoạt động của trẻ em. B. Chỉ tính nết của trẻ em. Ở đây, cô có bài làm mẫu. Từ ngữ chỉ hoạt động của trẻ em, cô có từ đọc sách. Từ ngữ chỉ tính nết của trẻ em, cô có từ chăm chỉ. Bây giờ, cô sẽ tìm thêm một vài từ ngữ chỉ hoạt động của trẻ em cô có từ học bài từ chào hỏi cô sẽ tìm thêm một vài từ ngữ chỉ tính nết của trẻ em cô có từ lễ phép từ siêng năng Bài tập 4. Đặt một câu có từ ngữ tìm được ở bài tập 3. Ở đây cô có bài làm mẫu. Bạn Lan đang đọc sách. Bạn Mai rất chăm chỉ. Bây giờ cô sẽ đặt một câu có từ chào hỏi và từ lễ phép. Bạn Mai lễ phép chào hỏi cô ra về. Tiếp theo, các em hãy lật ra trang 16 của sách giáo khoa. Bài tập 5. Nói và nghe. A. À, nhắc lại lời của bạn nhỏ trong bức tranh dưới đây. Cho biết lời nói ấy thể hiện tình cảm gì của bạn nhỏ? trong bức tranh này có bố và bạn nhỏ đang chăm sóc vườn hoa hồng bạn nhỏ nói a nụ hồng lớn nhanh quá bố nói nhờ con tưới nước mỗi ngày đấy nhờ bạn nhỏ này tưới nước mỗi ngày mà nụ hồng lớn nhanh và rất xanh tươi như vậy tình cảm của bạn nhỏ đối với vườn hồng như thế nào a à, bạn nhỏ này rất là yêu thích vườn hồng muốn chăm sóc vườn hồng nên bạn nhỏ đã tưới nước mỗi ngày đó là tình cảm yêu thương yêu thích quan tâm b cùng bạn đóng vai bố mẹ và mai để nói và đáp lời bày tỏ sự ngạc nhiên khi thấy mai quét nhà rất sạch nói và đáp lời khen ngợi khi mai giúp mẹ nhặt rau dọn bát đũa khi thấy bạn mai quét nhà rất sạch thì bố bạn mai đã nói gì a à, bố bạn mai rất ngạc nhiên và nói ồ con gái bố quét nhà sạch quá y như mẹ quét vậy vậy tình huống đầu tiên cần có bạn mai và bố tình huống thứ hai nói và đáp lời khen ngợi khi Mai giúp mẹ nhặt rau, dọn bát đũa. Tình huống này thì cần có ba người, đó là Mai, mẹ và bố. Mai giúp mẹ nhặt rau, dọn bát đũa. Bố và mẹ thấy, khen ngợi Mai. Mẹ nói, bé Mai nhà ta lớn thật rồi. Bài tập 6 nói, viết lời tự giới thiệu. A. À, đọc phần tự giới thiệu của bạn Lê Đình Anh và trả lời câu hỏi. Đây là phần tự giới thiệu của bạn Lê Đình Anh. Tên: Lê Đình Anh. Tên thân mật: Bin. Thích học vẽ. Thích nuôi chó. Thích đá bóng. Ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá. Bây giờ chúng ta sẽ trả lời câu hỏi nhé. Các em hãy lật ra trang 17 của sách giáo khoa. Bạn Đinh Anh tự giới thiệu những điều gì về mình? À, bạn Đinh Anh giới thiệu tên, tên thân mật, sở thích và ước mơ. Em thích nhất điều gì trong phần tự giới thiệu của bạn Đinh Anh? A. À, em thích phần nào thì em có thể giới thiệu cho cả lớp cùng nghe. Cô ví dụ như em thích nhất tên thân mật của bạn Đình Anh vì tên thân mật của bạn là Bin, nghe rất dễ thương. Hoặc là em thích ước mơ của bạn Đình Anh vì ước mơ của bạn Đình Anh giống với ước mơ của em. B. Tự giới thiệu về mình với bạn theo gợi ý. Tên em là gì? Em có sở thích gì? Ước mơ của em là gì? Đây là dạng bài tập gợi ý, để viết câu. Sau đó, các em sẽ dùng những câu đó viết thành một nội dung dài từ 2 đến 3 câu, đó gọi là tập làm văn. Tập làm văn thì chiếm rất nhiều điểm, khoảng 5 đến 6 điểm trong bài thi của các em, cho nên các em phải chú ý thật kỹ phần này các em hãy chuẩn bị cho cô một quyển vở để làm tập làm văn bây giờ các em hãy xem bài làm mẫu của cô dựa theo đó các em hãy giới thiệu về mình theo bài làm mẫu của cô nhé tên em là gì tên em là ngọc linh em có sở thích gì à em thích gì thì em có thể viết ra ví dụ như sở thích của em là ca hát vẽ tranh bơi lội ước mơ của em là gì à ước mơ của em là gì thì em hãy viết ra nhé có ví dụ chẳng hạn như ước mơ của em là trở thành ca sĩ hoặc là ước mơ của em là trở thành bác sĩ hoặc là ước mơ của em là trở thành giáo viên c viết hai ba câu về nội dung em đã nói. Các em vừa nói gì đó thì các em hãy viết vào. Như vậy, chúng ta sẽ được một bài tập làm văn ngắn. Cô ví dụ, em tên là Ngọc Linh, sở thích của em là ca hát, vẽ tranh, bơi lội. Ước mơ của em là trở thành ca sĩ. Bài văn có 3 câu. Câu đầu tiên là giới thiệu về tên. Câu thứ hai là giới thiệu về sở thích câu thứ ba là giới thiệu ước mơ bây giờ các em hãy bấm dừng video lại dựa theo bài làm mẫu của cô các em hãy viết phần giới thiệu về mình vào vở tập làm văn cho cô nhé khi nào viết xong các em hãy bấm tiếp tục nhé các em đã viết bài xong chưa à rất tốt bài học của chúng ta đến đây là hết có hẹn gặp lại các em vào bài học tiếp theo. Các bậc phụ huynh nếu thấy video này bổ ích thì hãy ấn đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi các video học tiếng Việt lớp 2 trong bộ sách chân trời sáng tạo này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.